Chị ơi, đây lại xe Fortuner đây chị? Ấy không, hôm nay nó cũng là phở nhưng nó phở lạ lắm. Con này nó là phở được phở kép. Sao lại phở kép á? Ừ, phở kép. Con này lạ thế không nhỉ? Không phải phở Fortuner đấy. Con này nó chỉ là gọi là cháu của Fortuner thôi. Con này nó là xe gì đây chị? Con này đọc chính xác rồi, nó là phở kép. Phở kép. Phở kép hả chị? Ừ, phở. Phò này. Phò ấy kép. Ừ, đây, con này phải đóng chặt chứ không phải đóng nhẹ nhàng hết như là Fortuner. Thế là con này đầy bao nhiêu đây chị? Quick chưa? Và mạnh. Con này nó là phò kép 2009 số tự động một cầu, máy xe xăng 2.3. 2.3. Ừ. Tốn xăng đấy chị nhỉ? Tốn xăng ngang Fortuner. Ờ, thế nhưng mà chị nói thật em chứ đã những cả những dòng chấm to tốn xăng chạy đã khỏe. Nhưng con này có giá bao nhiêu chị nhỉ? Giá thì rẻ lắm, chỉ có 235 triệu thôi. 235 triệu? Ừ, 235 triệu một chiếc xe Ford Escape. Ford Escape. Tên kia lạ thật đấy. Lạ đấy, nội thất ra theo xe. Đấy, nói chung một chiếc xe thì cũng rất là thông dụng cho anh em công trình hoặc là chạy đồi núi cao. Thế là chỉ có 235 triệu thôi chỉ có 235 triệu thôi. Xe hoàn toàn là không lỗi, rất là chất luôn, hoàn toàn sẵn đi thôi. Đấy, xăng tốn tí, xăng tốn tí, nhưng ví dụ như chúng ta chạy công trình thì thường người ta sẽ lựa chọn những cái mẫu xe chấm lớn gầm cao thì người ta mới chạy được những cái đường đấy. Chứ còn chấm nhỏ thì cũng chẳng chạy được, chấm nhỏ không phù hợp. Lại còn biển gốc thành phố nữa chị nhỉ? Ừ, con này thì biển thành phố luôn này. Tí mất cái điện thoại đấy, rộng nha. Thế nhỉ? Cũng rất rộng luôn, thế mà cái này còn gấp lại đường này. Thế người ta chở đồ đạc làm dân công trình ấy, chở đồ đạc rất hợp lý luôn, rất khỏe xe nhá. Đấy, mẫu xe này là mẫu xe Ford Escape. À đấy, khó nào. Ford Escape luôn đi. Ford Escape. Đấy, giá rất hợp lý, chỉ có 235 triệu thôi. Lốp cũng căng thế gì nhỉ? Nói chung là lốp nắp đối con này cũng chưa cần phải thay. Cũng khá là dày dặn, 70-80%. Nội thất ra theo xe. Đấy. Mà 2.3 thôi thì mức tiêu hao nhiên liệu cũng không phải là tốn lắm. Vừa đối với một chiếc xe gầm cao như này. Xe này là xe 5 ghế nhá, không phải xe 7 ghế. Thế con này chắc là lăn cách tầm chục lít đấy chị nhỉ? Ừ, thì nó cũng dao động tầm 11 lít trên 100 cây. Cũng hợp lý rồi. Thì đấy, thế mới bảo là những cái dòng xe gầm cao này thì mức tiêu hao như vậy nhỉ, nó cũng quá là hợp lý rồi. Nếu mà đối với cái mẫu xe Innova 2.0 nó dao động tầm 9-10 lít rồi đâu, đúng không? Con này lại số tự động nữa.